Xin chào các bác nhé, đây là con Audio Pro A28. Em sẽ làm một clip để hướng dẫn các bác là cài đặt và lắp đặt con này như thế nào luôn. Đây, khi chúng ta mở thùng xốp ra các bác nhé, nó sẽ gồm hai cái loa này. Ê, căng này lại căng hít 500 các bác nhé, cứ đặt vào là nó hút thôi. Đấy, đây, điều phụ kiện sẽ gồm một cái khiển các bác nhé, một cái dây nguồn và một cái dây loa để nối từ hai loa sang. Các bác phải để ý giúp em nhé. Con loa mà có cái phần công suất này này, nó sẽ nằm ở bên trái, nó gọi là loa bên trái. Đây, left này, speaker này. Còn cái loa này nó sẽ ở bên phải, và nó sẽ ở bên phải, nó chỉ là loa không thôi. Thì động tác đầu tiên ấy, các bác phải kết nối cái dây loa từ cái loa bên này sang loa bên này. Đấy. Và cái quan trọng phải đúng âm dương nhé. Đây, các bác nhìn nhé. Đây, các bác nhìn dây màu đỏ ấy sẽ đấu vào cực dương, và cái dây màu trắng hơn ấy sẽ đấu vào cực âm. Chúng ta sẽ đấu gọn gàng. Ở sau này các bác nhìn này, nó còn có cổng swap out này, có cổng out in này, có cổng optical cho TV này, và HDMI ARC cho TV luôn. Các bác đấu dây phải cẩn thận nhé. Dây màu đỏ là vào cực dương nhé, cái này là vào cực âm này, và bên này cũng phải tương ứng đúng như thế luôn. Chúng ta mà đấu ngược cực là coi như là nó thành dương, âm thành dương, mà dương thành âm luôn đấy. Nên là khi đấu phải cẩn thận giúp em cái phần này cái. Đấy, chúng ta đấu gọn gàng như này vào. Đấy, đấy là sau khi đấu dây loa nhé. Thì bây giờ mình mới kết nối dây nguồn vào. Thì em mượn tạm cái dây nguồn này đây. Mình cắm điện vào. Điện áp con này sẽ là 100 đến 240V. Nên mình cắm thoải mái thì cắm vào đâu cũng được. Đấy, mình sẽ cắm nguồn vào đấy. Đầu tiên là sẽ nối dây loa đúng âm dương. Và sau đấy sẽ nối dây nguồn. Và chúng ta phải lưu ý vị trí con loa này là con loa bên trái, và con loa này là con loa bên phải. Thì chúng ta định hình. Đấy. Sau khi cắm điện vào nhé, thì các bác lấy điều khiển này, các bác ấn nút nguồn này, thì nó sẽ có cái đèn này nó nhấp nhấp như này này, để nó chờ chúng ta cài đặt. Rồi, bây giờ trên điện thoại nhé, thì chúng ta sẽ vào App Store, chúng ta tìm cái tên app của nó. Cho anh nhìn này, nó là Audio Pro. Đấy, control đấy, nó tìm nó ra ngay, nó có cái biểu tượng như này, chúng ta phải lấy đúng cái biểu tượng này nhé. Audio Pro control, đấy. Xong chúng ta cài lên phát là được luôn. Đấy, chúng ta sẽ cài đặt cái này nhé. Trong lúc cài đặt em sẽ hướng dẫn các bác một tí nhé. Cái con điều khiển này này, các bác nhìn này, con này muốn thay pin ấy, nó cho hơi. Các bác nhìn không có một cái điểm nào để thay cái pin này đâu. Nhưng các bác nhìn là sau này nó có một cái lỗ đây này, như chọc sim ấy. Các bác chọc vào đây một cái thì nó sẽ bật luôn cả cái mạch này lên này, để chúng ta có thể thay pin đây. Đây, chúng ta nhìn này, chúng ta chọc vào cái lỗ này này, đấy, nó sẽ đẩy luôn nguyên cái mặt trước này ra. Đấy, cái này thực ra nó chỉ hít 500 vào thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Và chúng ta lấy cái pin pin này ra, chúng ta đi mua pin pin khác, chúng ta thay vào. Xong này chúng ta thấy úp nó vào, đút cái này vào trước, sát vào cái khe kia. Xong này chúng ta bỏ vào 500, nó sẽ tự hút vào là xong. Đấy, đấy, gọn gàng. Đấy, nhân nhiều bác không biết làm sao để thay pin con khiển này thì để ý giúp em. Chúng ta chọc vào cái lỗ này là xong. Đấy, loa dòng này nó có hai chiếc thế này thôi, công suất 150W, đánh rất chi là khỏe luôn. Đây, sau khi chúng ta cài xong cái app Audio Pro Control nữa, thì chúng ta vào cái app này. Đấy, này nó sẽ hỏi mấy cái, chúng ta cứ ok thế thôi. Đây, chúng ta nhìn nhé, vừa bật lên một phát thì nó đã tự tìm thấy con này rồi này. Audio Pro Control này, chúng ta ấn Connect này, cho phép luôn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái wifi các bác dùng nhé. Ở đây nó sẽ nhìn ra rất nhiều wifi, thì em đang dùng Dream 2 Audio Test. Sau khi chọn wifi ấy, thì đây là đặt tên loa này, các cái số lằng nhằng thì xóa bớt đi, không cần đâu. Chúng ta chỉ để mỗi Audio Pro A28 thôi. Chúng ta xóa bớt những cái số đây, ok, để này được, dễ nhìn. Xong chúng ta ấn chọn wifi, ấn đây mật khẩu của loa, các bác không cần nhé, không cần nhập mật khẩu của loa làm gì. Còn nếu có thích thì các bác nhập được, các bác lưu đấy, đây mật khẩu của loa nhé. Speaker password, cái hình như cái này là mật khẩu của loa. Mình cứ nhập mật khẩu của wifi vào đây xem. Rồi. Xong chúng ta ấn next cho nó sẽ join vào. Khi nó ok một phát là cái đèn này nó sẽ đứng yên đấy, là lúc ấy chúng ta kết nối thành công. Nói chung con này nó thiết kế cài đặt là khá là đơn giản. Ở trên điều khiển thì nó sẽ có đơn giản, nên các bác nhìn này, điều khiển này nó sẽ có tắt bật này,
Bluetooth pair này, phải ấn cái nút này này. Các bác nhìn nhá, chờ tí nhá. Cái app nó xong rồi em hướng dẫn qua điều khiển tí nhá. Ở đây có Bluetooth này. Cổng line là cổng AUX này, cổng OPT là cổng quang này. Cổng TV, cổng HDMI ARC này. Đây, bây giờ khi cài lên lần đầu tiên ấy, nó sẽ là firmware update, nhưng mà thường thường em bán khách ấy, em sẽ update trước. Chúng ta bắt đầu vào go to update. Quá trình update này nó cũng mất mất một lúc ấy. Thường thường là mất khoảng bao lâu nhỉ? Nó sẽ mất tầm 10 15 phút các bác nhé. Bây giờ em hướng dẫn tí cái khiển nhé. Cái khiển này ở đây mấy cái nút input nó có sẵn luôn này. Các bác nhìn này, rất đơn giản này. Bluetooth này, AUX này, cổng quang cho TV này, hoặc là cổng HDMI ARC cho TV này. Khi chúng ta dùng TV thì chúng ta phải dùng volume trên này, này. Nhưng mà khi chúng ta kết nối AirPlay vào con này thì volume nó sẽ đồng bộ lên điện thoại luôn. Thì rất là đơn giản đấy. Tí là chúng ta chỉnh bát tép ấy, chúng ta không chỉnh trên app, không không chỉnh trên này được. Cái con này thì kích thước các bác nhìn nhá, kích thước con này nó rất là nhỏ gọn thôi. Con này nó bé, nhưng mà tiếng của con này rất chi là người lớn luôn. Đây các bác nhìn kích thước, chúng ta nhìn qua cho nó trực quan nhé. Đấy, con này là hai loa nhân 75W, tổng là 150W. Cao nó là 23, tầm 24 cm, rộng là 15 cm. Đấy các bác nhìn nhá, nó khá là gọn gàng, còn chiều sâu là 20 cm. Đấy, các cái công nghệ của nó rất là đầy đủ luôn. Này, audio là multi zoom này, rồi là Chromecast này, AirPlay 2 này, Spotify hỗ trợ này, Bluetooth 4.2 này, kết nối cổng quang HDMI ARC đầy đủ hết luôn, kết nối được suốt ngoài luôn các bác nhé. Loa này là loa của Thủy Điện. Hàng này các bác sẽ được bảo hành 1 năm. Đấy, rất đầy đủ. Nói chung con này thiên về các cái dòng nhạc acoustic, rồi là guitar không lời, nhạc trữ tình, đánh rất hay và tiếng bass của nó sâu và êm. Đấy, các bạn để ý cái này. Ngoài ra thì con này là hàng do Nguyễn Audio phân phối các bác nhé. Nó sẽ đầy đủ bảo hành cho các bác luôn 1 năm, bảo hành của nhà phân phối luôn. Con này các bác nhìn nhé, sau khi update xong nhé, chúng ta ấn vào đăng. Ok, ấn vào đăng. Đấy, bây giờ nhá, chúng ta nhìn nhá, khi mà cho bật lên ấy, ở cái tab giữa device này, nó sẽ hiện ra con A này. Đấy, các bác muốn bật loa trái này, bật loa phải này, ấn vào đây này, thì nó lên nó phải này. Bình thường các bác phải chú ý nó phải LR nhá, LR là cả hai loa. Muốn chỉnh bát tép nhá, các bác ấn vào cái bánh răng này. Đấy, nó có cái phần bát này, tép đây này. Đấy, chúng ta có thể nâng tép lên. Súp các bác để không mà cắm súp vào không kêu đâu nhá. Để các bác đưa chỉnh súp vào đây nhá. Súp vào đây này. Còn bình thường không cắm thôi để nó phải không. Các bác có thể nâng tép lên một chút, thường thường em hay để tầm này. Còn bát thì con này em cũng chưa phải nâng bát làm gì. Em vẫn cứ để mặc định như thế. Còn tôi tất nhiên khách dùng thì thế nào thì khách dùng thôi. Trong này chủ yếu là bác liên quan đến cái phần bát tép ở đây thôi. Các bác nhìn ở các bác có thể hẹn giờ đi ngủ nhá, nghe bao lâu thì nó tắt ở đây nhá. Rồi là chúng ta chủ yếu cái phần speaker preset này. Nó sẽ liên quan đến cái khiển nhé. Các bác nhìn nó có 1, 2, 3, 4, 5. Cái này ấy, nó chỉ liên quan ông nào, bác nào dùng Spotify bản quyền nhé. Còn không thì cái nút này nó chả có tác dụng đâu. Đây ví dụ nhé, dùng Spotify bản quyền các bác nhìn nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test thử nhé, các bác nhìn nhé. Bây giờ mình phải mở Spotify ra trước. Đấy. Sau đấy các bác bật một bài hát các bác thích đi. Đấy. Cho mình kết nối AirPlay vào con này. Các bác nhìn này, chuẩn bị nó lên nhạc bây giờ đấy. Đấy, đang lên nhạc rồi nhá. Các bác bật đây rồi nhá. Xong bây giờ mình quay lại cái app. Đời ta phung phí. Đấy, muốn ép vào cái số 1 của điều khiển này bài nào nhá. Ấn vào nó lên luôn. Thì các bác ấn vào cái này, nó đã phát bài này này. Không, quay lại cái app. Đây quay lại app nhá. Các bác vào cái ấn vào chỗ nào nhá. Đây. Ấn vào cái nó phát đây này. Đấy. Sau đấy là nó sẽ có đây nút 3 chấm, sau có cái nút preset đây, ấn 3 chấm này. Đấy, sau ấn nút preset này. Các bác gắn nó vào số 1. Thế là ok. Bây giờ mình bật một bài khác, mình gắn vào số 2 nhá. Mỗi cái chỉ được một bài các bác nhá. Bây giờ mình chuyển bài khác đi.
có một lần đấy, mình bật một bài khác, thần thoại của Phương Phương Thảo nhé. Rồi bây giờ mình quay lại app đấy, xong lại ấn vào đâu 3 chấm cho preset cho nó vào số 2, thì thằng số 2 là sẽ bài này. Rồi bây giờ mình thoát ra nhé. Bây giờ mình ấn ấn này điều khiển từ bài số 1 để xem nó có chạy không nhé. Ấn số 1 này đấy, các bạn thấy nó chạy là cái bài lúc nãy mình vừa ấn được số 1 này. Bây giờ mình ấn số 2 thằng bài Phương Phương Thảo nhé. Đấy, trong bài thần thoại luôn các bạn thấy rất là tiện luôn. Nó được 6 bài. À được 5 bài. Thế cũng nói chung thế cũng ổn rồi. Đấy, cài đặt đơn giản thôi. Bây giờ các bác dùng AirPlay cho em nhé, em hướng dẫn nhé. Bây giờ mình tắt đi. Mình dùng AirPlay thì bác bật Bluetooth lên. À bật YouTube lên. Kết nối AirPlay con này rất đơn giản luôn. Thì mình bật một bài hát, đấy mình bật một bài như thế. Đấy, nó có quảng cáo một tí thôi. Kệ nó, chờ tí nó hết quảng cáo. Rồi bây giờ ấn vào cái nút ô vuông các bác nhé. Bác chạm nhẹ màn hình nó sẽ hiện lên cái nút ô vuông 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 có ba cái sóng này. Ấn vào đấy. Đấy, xong đấy nó hiện lên AirPlay Bluetooth device này. Chúng nhấn vào đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy con A3828 luôn. Kết nối một phát. À bây giờ mình có mật khẩu 888. Đấy, lúc nãy mới bảo các bác đặt mật khẩu nó không cần đặt đấy, vì thế cái chỗ đấy mình không cần nhập mật khẩu nhé. Thì nó sẽ kết nối vào con này. Đấy. Lúc cái volume điện thoại nó sẽ ăn vào volume của loa luôn. Đấy. Rất chi là tiện luôn. À bây giờ mà kết nối cổng quang TV nhá, em thử các bác nhìn luôn nhá. Bây giờ em làm cái này đi. Ok, mình có một cổng quang của TV, thì em không có TV đây, em lấy thử cổng quang qua cái Bluetooth đi. Mình sẽ kết nối cổng quang. Cổng quang mình sẽ cắm một lỗ quang ở đấy, rút cái núm ra. Mình cắm dây quang vào. Đấy. Tức là mình dây này sẽ gắn lên TV. Đấy, các bác hiểu thế dễ. Ở trên điều khiển nhé, các bác sẽ ấn nút OPT. Đây, ấn nút OPT đây. Đấy, cái đèn nó sẽ là màu đỏ nhé. Cổng quang là màu đỏ. Bây giờ em kết nối cục Bluetooth vào nhé. Rồi, kết nối rồi đấy. Em bật nhạc. Đây là cổng quang nhé. Đấy, nó ra tiếng này. Đấy, đây là có như mình kết nối TV. Còn điện thoại thì AirPlay rồi, dùng đơn giản rồi, không vấn đề gì cả. À bây giờ mình muốn kết nối Bluetooth điện thoại trực tiếp vào con này luôn nhé. Thì các bác để ý trên này nó có một cái nút này. Chính là nút BTP này, mình phải dưới cái nút này vào. À em ghi đầu tiên phải chuyển về Bluetooth trước này, chuyển về Bluetooth trước này. Bluetooth là đèn màu xanh nhé. Đấy, xong trên điện thoại mình vào Bluetooth này. Vào Bluetooth. Thì mình chờ nó sẽ tìm ra con này, nó đèn nó đang nhấp nhấp này là chắc nó sẽ tìm ra này. Thường thường nó không nhấp nhấp này thì mình phải ấn cái nút P này này để nó nhấp cái đèn. Đấy, chúng ta chờ tí này nó tìm. Cái đèn này một tí nó ra rồi. Đây, chuyển về Bluetooth này. Đèn nhấp nhấp này nó pe này, để em thử này. Được rồi, tắt đi bật lại chứ. Nói chung là bác nào dùng iPhone nhé thì dùng AirPlay nhé. Chỉ có bác nào mà dùng cái điện thoại Samsung cái gì thì mới dùng Bluetooth thôi. Tại vì chất lượng của Bluetooth không bao giờ bằng AirPlay được. AirPlay nó vẫn hay hơn. Đấy, bây giờ chúng ta kết nối xong rồi đấy. Kết nối xong là cái đèn nó đứng yên luôn. Cái đèn nó nhấp nhấp là chưa có cái nào kết nối. Còn khi đèn nó đứng yên là đã kết nối xong rồi. Đấy, thì đây là Bluetooth này. Thì biểu tượng nó sẽ là Bluetooth ở đây. Các bác nhé. Em hướng dẫn các bác này. Cách kết nối dây loa này, cắm nguồn này, kết nối dây quang, cổng quang, kết nối AirPlay Bluetooth và cài đặt app điều khiển qua hết rồi. Đấy, các bác cứ nhìn clip này là các bác sẽ làm được.